chào đến tất cả các quý vị. Quý vị thân mến, Kim Anh đang có mặt tại buổi lễ khai trương biệt thự mẫu Vinpearl Phú Quốc 3. Trong cái không khí rất là tưng bừng như thế này thì Kim Anh đang cảm thấy rất vui và chứng kiến rất nhiều những niềm vui, sự háo hức của tất cả các quý vị khách hàng. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị hãy đi vào bên trong căn biệt thự mẫu này và để tham quan cũng như là trải nghiệm một không gian hết sức tuyệt vời. Quý vị thân mến, như vậy là Kim Anh đang có mặt ở bên trong khu căn biệt thự này. Và cái sự cảm nhận đầu tiên mà quý vị có thể nhận thấy đó chính là không gian rất ấm cúng với những tông màu chủ đạo như màu kem, ghi, nâu, sang trọng. Và chính những cái tông màu này đã góp phần tôn thêm cái gu thẩm mỹ rất là đẳng cấp của người sử dụng. Không gian đầu tiên mà Kim Anh muốn giới thiệu đến với tất cả các quý vị đó chính là không gian bếp. Quý vị có thể nhận thấy rằng là những cái tông màu chủ đạo kem, ghi, nâu cùng với cả những ánh đèn rất là ấm áp như thế này thì những người thân trong gia đình của chúng ta sẽ được quây quần và cảm nhận được cái sự ấm cúng nhiều hơn. Sau khi dùng bữa xong thì chúng ta sẽ đến với một không gian khác, đó chính là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình với tầm mắt hướng ngay ra biển. Quý vị có thể thấy. Còn những không gian khác thì sao? Ngay bây giờ xin kính mời quý vị hãy cùng theo Kim Anh nhé. Đầu tiên đó chính là phòng ngủ. Phòng ngủ hết sức tinh tế với một chiếc giường rất êm ái, rất lớn và cũng hướng tầm mắt ngay ra biển. Với mỗi buổi sáng thức giấc thì quý vị có thể cảm nhận được ngay cái ánh sáng bình minh chiếu rọi vào trong chính căn phòng của mình. Ngoài ra cái sự thư giãn thoải mái, quý vị có thể trải nghiệm với một không gian rất tinh tế như thế này, đó là phòng tắm. Tông màu chủ đạo đó là màu trắng. Còn những không gian dành cho những người thân khác trong gia đình của chúng ta thì sao? Đi thôi nào. Quý vị thân mến, hai không gian tiếp theo mà Kim Anh muốn giới thiệu đó chính là phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên với hai chiếc giường đơn như thế này, vô cùng êm ái và thuận tiện. Và quý vị hoàn toàn có thể dành tặng cho các con của mình đấy. Phòng ngủ tiếp theo cũng với một chiếc giường lớn, vô cùng êm ái. Tông màu chủ đạo là màu ghi, màu nâu, rất trang nhã và sang trọng. Quý vị thấy sao ạ? Thực sự đây là một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, ấm cúng và vô cùng gần gũi, giống như là ngôi nhà thứ hai của chúng ta vậy. Kim Anh đang nhìn thấy có một vài vị khách đang tham quan khu căn biệt thự mẫu này thì Kim Anh sẽ thử hỏi họ xem họ đang cảm nhận ra sao nhé. Dạ, em chào chị. Em chào anh ạ. Hai anh chị đã tham quan được nhiều chưa? Mình cũng đi tham quan nhiều rồi. Còn chị thì sao ạ? Mình cũng như vậy, mình đi xem cũng hết rồi. Như là hai anh chị quen nhau thì phải. Dạ. Mình với là anh Tiên cũng có mới gặp nhau, mới biết nhau trong khách sạn thôi. Dạ, em rất là muốn hỏi anh là anh cảm nhận ra sao về căn biệt thự này? Nhất mình với cô căn biệt thự này mình thấy nó rất là sang trọng. Cái thứ hai mình thấy là ở trên đây là mình có thứ ba phòng ngủ nhưng mà nó cùng trên một cái không gian trên mặt trệt đó. Thì nó rất là thuận tiện cho cái việc giao lưu giữa cái phòng với nhau. Phòng con cái, phòng ba mẹ nó rất là thuận tiện. Em thấy anh chu đáo quá. Còn chị ạ, chị là một người phụ nữ trong gia đình thì chắc hẳn là chị đang có rất nhiều những điều mong muốn để xây dựng tổ ấm của mình. Mình thì mỗi lúc mà đi chơi xa thì mình cảm thấy rất là lo lắng về vấn đề bếp núc cho gia đình. Nhưng mà khi mà đến cái căn biệt thự này mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Bởi vì là mọi thiết bị được trang bị vô cùng đầy đủ và tiện nghi. Nên là cái thuận tiện cho việc là chăm sóc trẻ nhỏ và đi vui chơi với lại cả gia đình. Nên mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế thì đến giờ là chị đã nhắm cho mình một căn biệt thự nào chưa? Mình cũng đang nghiên cứu thử xem, cũng đang có ý định là đầu tư vào đây một căn biệt thự để sở hữu cho mình một cái căn nhà thứ hai. Dạ, vậy thì Kim Anh xin chúc là anh chị sẽ chọn lựa cho mình được một căn biệt thự ưng ý nhất nhé. Vâng, thưa quý vị, thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một vài hình ảnh đẹp nhất của căn biệt thự này. Xin chào và hẹn gặp lại.